Xin chào tất cả bà con, xin chào tất cả mọi người, một ngày mới gặp với Đường Tục Lanh nha. Mình đã vào đây, hôm nay là ngày thứ 5, ngày 10 tháng 6 năm 2021. Mình đã vào, sẽ quay trở lại với nhà cà phê và tiêu ngày hôm nay cho bà con tham khảo nha. Hôm nay chủ phiếu dịch tại hai sàn cà phê là London và New York tiếp tục giảm bà con nha. Bây giờ mình sẽ quay bảng giá cà phê thực tế tại hai sàn London và New York xem thì giảm bao nhiêu. Và sau đó mình sẽ phạt bảng giá cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay, ngày thứ 5 xem thử ra sao cho bà con tham khảo nha. Mong bà con, mọi người hãy luôn ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê và tiêu hôm nay nha. Thưa bà con, đây là bảng giá cà phê sàn London chốt phiên dịch ngày hôm nay, ngày thứ 5, ngày 10 tháng 6 năm 2021. Tại sàn cà phê Rota thì lại tiếp tục giảm bà con nha. Giá cụ thể được giảm nhóm cái thằng 7 thì âm 14 đô xuống còn 1582 USD tấn. Kỳ giảm nhóm cái thằng 9 thì âm 13 đô. Kỳ giảm nhóm cái thằng 11 thì âm 13 đô. Kỳ giảm nhóm cái thằng 1 năm 2022 thì âm 12 đô bà con nha. Thưa bà con, công kêu giảm tại sàn cà phê London theo chỗ phiên dịch ngày hôm nay tại sàn cà phê New York ngày 10 tháng 6 năm 2021 cũng tiếp tục giảm bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng nhóm ngày tháng 7 thì giảm 0,50 cent xuống còn 157.2 cent trên pound. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 9 giảm 0,55 cent. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 12 thì giảm 0,60 cent. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 3 năm 2022 thì giảm 0,65 cent bà con nha. Vậy là chỗ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ 5 tại hai sàn cà phê là London và New York tiếp tục giảm. Bây giờ mình sẽ quay bảng giá cà phê thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên xem thử mua xuống bao nhiêu. Và sau đó mình sẽ phạt bảng giá tiêu tại các tỉnh ngày hôm nay cho bọn tham khảo thì đưa ra quyết định của bạn bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu số các tỉnh ngày hôm nay, ngày thứ 5, ngày 10 tháng 6 năm 2021. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá cà phê và tiêu sáng hôm nay ngày thứ 5 tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Sáng hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng đang thu mua vào giá cà phê là 34.500 đồng trên ký. Giá tiêu sáng hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng đang thu mua vào là 72.000 đồng trên ký. Giá tiêu này đang thu mua vào lịch nhỏ bà con nha.
Xin cảm ơn bà con và mọi người đã theo dõi video của Đạo Phàm mình rất là nhiều. Hãy cho mình xin một like và một đăng ký bà con nha. Đăng ký miễn phí bà con nha.